Giờ mấy chị đang hái ớt để đi em đem đi bán đi. Con tính đi vô thấy thầy khi tôi con đứng. Hai chị đóng phim đi. Ký nhiêu chị đẹp? Dạ 30. 30 quá rẻ vậy. 30 sư phụ. 30 rẻ quá. Tại con ngỡ em chồng con bữa con nghe lộn nó bán 40 á, chị Tám có 25 đồng, con bán 30. Có chỗ bán 45 á. Mùa đông mà mắc nữa. 45 á. Ớt này ớt đặc biệt nè. Đâu dữ sư phụ. 45 đó. Không, cũng em chồng con á, 13 nó trồng ớt này nó bán không sư phụ. Này bỏ lên YouTube á, 45 đồng á. Vậy hả? Bữa nào sư phụ bỏ YouTube đi. Mấy năm trước là bà chỉ đạo ba bán 45 rồi đó. Đem vô chợ sư phụ cái này nó ấy sư phụ. Được, ngon. Ớt này gọi là ớt trắng của Việt Nam nè, ở đây là rất là mắc. Không sư phụ cái này nó già chưa sư phụ? Già rồi. Già hả? Già có con. Sư phụ cái này nè, con cay không sư phụ? Cay, nhưng mà không bằng cần này. Không, cái này con hái còn để chung ba con bán luôn. Kia cay hơn. Cái kia cay hơn sư phụ. Mà cái này in là nó không thô mà cái kia không sư phụ? Không, nó mắc. Đây là vườn ớt của chùa Liên Trì, xin mời quý bà con ủng hộ. Hôm nay có chị Hoài Thiện. Chị đi lặt hái bán nè. Lại hái bán. Cho sư phụ kiếm tiền tiền thân rồi. Còn nhiêu ai muốn ăn là ăn. Ớt. Tại con hẹn bà con nhỏ kia nó lấy mấy ký cũng được. Đem ra cho nó. Mà nó kêu đỏ sư phụ như cái này có nó vàng quá sư phụ. Nó không kịp đâu. Không kịp hết sư phụ. Tại nhiều người vô hái quá. bao nhiêu lần tái bao nhiêu hết sư phụ. Em chi cho nên thấy xong thấy cái đó xong hôm nay nó chưa chín không biết nữa. Chín được chắc chín kịp sư phụ vậy mình chắc. Cái này quá trời quá đẹp luôn.